công ty gì có 2GB à? Mua khuyến mãi 2GB. Ủa cái máy này là công ty vậy? Máy này máy của chị. Tại vì chị là luôn một nhiều mà. Tại vì máy cái máy của chị nhưng mà cái thẻ này thẻ của công ty. Tại vì bữa hổm chị đi Dubai chị đổi. Chị, không? Chị đi Dubai chị đổi. Thẻ bên em 16 GB kìa. Khó không? Em vẫn đem con máy bự vậy mà cho bá. Quá dữ. Quay cái cảnh đọc một cái người nướng. Nhưng là nướng này mới đọc là anh Điền. À, quay được cái lưng rồi. Anh phải dạ ngay cái mặt rồi. Không hả? Có dịp được thì dịp luôn. Có cái, được cái cảnh ăn dụng nữa đó. Em dứt cái điện này qua bên đây giùm anh quá luôn được không? Dứt rồi, dứt rồi. Dương Miễn ơi, rồi. Không có gì cả. Quay tỏ đây là đi du lịch mà ăn mì gói nè, con nữa rồi, con nữa, con nữa. Xuất hiện chứ không tính nhiều quá, xuất hiện chứ không tính nhiều quá. Chụp con rồi đó, chụp rồi, chụp rồi, chụp ớt thì có. Ủa mở hình như là nãy mấy chị nói em cần chìa khóa phải không? Đâu đâu phải không cần. Ủa nãy đứa nào nói mở cần chìa khóa? Sẽ còn nóng đúng không? Để rút điện ra nha. Được chưa? Tụi em. Nãy đứa nào nói mở cần chìa khóa vậy em? Mà anh không chịu đưa vậy? Lấy chìa khóa rồi. Có gì nói mở. Mẹ cha đâu? Hấp dẫn quá. Nó đang học vườn á chị ha. Ơi phòng rộng lớn. Nếu mà được ở một phòng. Phòng kia sai. Anh đi Phan Thiết là anh mướn nguyên biệt thự luôn á. Biệt thự 2 tầng. Có nhà để xe, có giặt đồ, có nguyên cái bếp, 2 phòng khách. Ý như là biệt chỗ thự. Ngày xưa đó hả Phong Anh? À cái chỗ mà ceiling á. Cái phòng đó. Phòng này chẳng mấy. Uống gì xanh xanh vậy? Để quay tour cái đã, quay tour cái đã. Quay đủ hết ha. Quay tour quăng lên YouTube nè. Thành kỷ niệm. Rồi ai quay anh? Rồi chút xíu tới anh. Lại livestream luôn hả? Làm quanh nhiều tiết cả năm, cả chục năm nay còn nó.
rồi tới có một đứa, xong rồi tới diễn có con đứa, làm được con đứa nữa. Anh đừng nhắc nhắc về nhớ nhớ ổng. Đêm chiều rồi ba thả đó, nhớ không? Là ngồi bữa kia. Ăn sáng chiều chiều quay đủ rồi con mẹ. Đấy, nó xin quay đó nha. Mở cỏ với anh Tân. Có ổng rồi thiếu tài. Con ơi, con tên gì? Tài, con tên, tên gì? Ổng đục lên, đục lên. Con tên gì? Bin hả? À, Bin. Con tên gì? Con tên Moon. Con tên Moon. Rồi. Con cuối tên tích trước. Con tên gì? Con tên gì? Dạ, con tên Ben. Con tên Ben. Đây có. Cô Yến, cô Yến cười cái, cô Yến. Cô Yến cười cái. Rồi. Chị. Đâu? Anh Điền, anh Điền. Đây nè chị cầm cũng có bự thiệt là bự lên là hùng quay hùng. Dạ là. Bự thiệt bự không? Vừa đưa cho sát sát. Nó nói chứ chưa to nghe đó nha. Quay đi cưng. Vẫn cười cái vẫn. Để giỏ luôn. Cô này giữ nha. Cua răng me giữ nha. Giữ. Nó chứ em đi ăn tôm em. Tên thủ đi Hùng vô. Tôi giới thiệu đây là Kho Quẹ. Đó, Kho Quẹ. Kho Quẹ bánh mì. Kho Quẹ không dành ăn nữa. Mình có dĩa đây mà. Dĩa đây không ai dành ăn. Vào đây con cả. Rồi Diễm với chị Diễm ngồi trước. Phía sau hậu trường nè, nó giật với nhau nè, đó ổng nhảy, mấy ổng nhảy nè. Cái gì thiệt Ben, cơm chiên trứng rồi con. Ben ăn gì? Con. Ba đứa ăn gì? Thôi hết hả? Tôm bò. Hello, chào mọi người. Tôi đang làm phóng sự. Tôi đang làm phóng sự. Đây là cô Yến. Cô vượt biên qua bên kia đã làm gì cô Yến? Qua chơi với khỉ. Qua chơi với khỉ. Đây phỏng vấn cô Yến đây.
Phúc ngày gì qua nói đánh túi xác em Phúc. Qua kiếm thầy. Rồi một người có anh chị nữa. Qua Macao. Giờ hết người rồi. Qua Macao. Dạ anh đi đâu? Anh đi đâu qua Macao? Đi Macao. Macao đánh bài hả? À. Rồi anh mở sao mở? Đi Macao. Macao đánh bài luôn. Tôi đi đó. Trời ơi. Đám nhòi nhòi nè. Đám nhòi nhòi nhòi. Họ hỏi tụi con đi đâu vậy? Tụi con đi đâu hả? Không biết. Hả? Không biết. Con không đi không biết hả? Mang con đi bán luôn nha. Dạ. Con đi đâu con? Mày quá ha. Con đi đâu hả? Đi đâu hả? Con đi Campuchia. Đi Campuchia hả? Campuchia. 70 người. Đẹp anh. Hầm còn dưới mình đang ở chơi. Dưới này còn mỗi người 10 cây. Mỗi người 10 cây. Mỗi người 10 cây phải không em? Chung chi đi. Mình mấy người? 12 người. 12 cây. Rồi. 12 cây. Chưa em? Dạ rồi. Đó ở đây miền Đông là người ta chạy. Tại ngày ấy, nó nói ngày có du khách thì đông là chạy. Còn nếu mà cái ngày mà vắng khách thì đúng giờ nó chạy. Nó nói ý là vậy đó. Luôn. Đây. Kể cái ông nó kìa. Lần này thì là chắc nghỉ học mấy bữa chắc luôn rồi đó. Đây luôn.